Để trở lại với cái kênh Bầu Trời Texas đó, ra hôm nay em đi chia sẻ về cái hoàn cảnh khó khăn của những người Việt Nam vô gia cư, cuộc sống về đêm của những người vô gia cư, thì cùng em đi chia sẻ để một cái đoạn video nói về những người Việt Nam vô gia cư ở bên nước Mỹ nha cô bác anh chị và các bạn. Thì đây là một cái chỗ mà kêu là khu thư xá của người Việt Nam ở bên nước Mỹ, thì đây là một cái trung tâm thương mại của những người tiệm tùng quán xá của những người Việt Nam, thì em đi chia sẻ thêm về những cái hoàn cảnh khó khăn nói về người Việt Nam mà xa xứ ở bên nước Mỹ như thế nào đó cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị có nhớ xem thì gần đây thì mấy tháng trước mình có biết được một cái anh người Việt Nam thì ảnh đã chia sẻ về cái hoàn cảnh khó khăn, thì bây giờ mình bắt đầu mình đi tiến đến để mình chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn của cái anh người Việt Nam nha cô bác anh chị và các bạn. Hello, xin chào anh Hưng. Dạ, hello anh Hưng. Wow, lâu lắm rồi không gặp anh Hưng. Ủa anh sống ở đây hả anh Hưng? Em thì em thì nhà cửa em xin lỗi, em thì chưa có biết là cái định cư mình là thế nào, Dạ. thì bây giờ tạm bợ gặp anh em nói chuyện đôi ba lời Dạ. rồi mình Có thể mình là anh em mình ngồi xuống đây ngồi nói chuyện được không? à, dạ được. Dạ. Ngồi xuống lại đi, mình em Ok, ngồi ngồi tại lại, ngồi ngồi lại lại. ha. Dạ Giống như giờ dạ mình ngồi chưa dưới đất là vậy thôi. dạ đúng rồi. Dạ. Ok. Thì anh Nghe được quá. dạ thì mấy tuần trước em có gặp được anh Hưng, thì tên tiếng Việt anh là anh tên là anh Hưng đúng không anh Hưng? Dạ Còn đúng tên anh. tiếng Mỹ của anh là anh Jimmy đúng không? À đúng rồi. Dạ thì gần đây thì mấy tháng nay, mấy tuần nay không có gặp được anh Hưng. Dạ. Ok. Cứ chia À, sẻ đi anh. thì Dạ. cái Không sao, từ cứ trước nói đi. thì tôi cũng có được nói lên vài lời, thì thời gian ngắn sau thì cũng có một cái vài lời khác. Thì trước tiên thì tôi cứ trả lời theo như như cái người ta hỏi, hay là tôi tự động mà nói ra thì Ok thấy nó dễ dàng thì hơn. dạ thì ok thì mấy tuần nay mới không gặp được anh, thì anh khỏe không anh? Dạ, Dạ cũng cuộc khỏe bình sống của anh thường. thì cũng bình thường hả anh? Bình thường thì Dạ. cũng cảm ơn Chúa mình còn sống sót, được làm con người sống sót. Dạ. Rồi tôi thì bây giờ tôi cứ làm theo cái động tác như thế nào mà tôi hiểu biết. Còn về sự sống hàng ngày thì tôi làm được tới đâu thì tôi nghĩ là tôi làm được tới đó. Còn nói về tương lai hay là cái gì đó thì tôi chưa có biết nó như thế nào. Dạ. Rồi tôi cũng gặp người này người kia hỏi thăm sao lúc này như thế nào, thì tôi cũng trả lời là cơm cũng đủ ăn Dạ. rồi, cũng ấm áp rồi, thì Dạ. không có cái gì mà gọi là xô bồ xô bồ. Dạ. Thì cái đó là tôi nhìn nhận thấy là Dạ. tôi chính cả tôi mà bây giờ tôi còn mừng nữa, Dạ. tại vì cái xô bồ mà mình nếu mà mình không khéo á thì nó sẽ lôi cuốn mình đi bất cứ nơi nào và lúc nào, và Dạ. thì theo lâu dài thì nó cũng không mấy gì được gửi lắm đâu. Thì tôi cũng tránh gán mà để tránh cái như vậy, mấy chuyện như vậy. Thì sau khi mà tôi làm được như vậy tôi cảm thấy tôi mừng. Thì sáng thì bây giờ thì cũng thường xuyên là bây giờ sáng tôi thức dậy sớm, nhưng mà cái lý do mà tôi thức dậy sớm mà
nhiều khi mình cũng mình làm gì mình cần phải dậy sớm, nhưng mà có nhiều khi mình hỏi lại mình à, thức dậy sớm ok nó đỡ hơn là tại gì à, có nhiều khi người ta cần mình làm cái này làm cái kia phụ dịnh gì đó thì nó đỡ hơn là mình thức trễ. Thức trễ gì thì cảm thấy người mình nó mệt mỏi, nó quậy quậy, bệnh hoạn thì nó không có làm được đâu gì đâu hết. Vậy thôi anh. Dạ thì trở lại với cái kênh cái đoạn video ngắn em chia sẻ về những người phải nói là những người Việt Nam xa xứ. Dạ. Chẳng hạn như em cũng vậy, cũng xa xứ là bao nhiêu mấy chục năm rồi thì anh Chim này thì ảnh có cái cuộc sống thì cũng không có được ổn định, chẳng hạn như là sống đây mai đó thì em cũng không có gì hơn. Thì cô bác anh chị có xem được cái đoạn video này thì nhớ chia sẻ lên để cho Mạnh Thường Quân hay là cộng đồng người ta biết được, là thì để người ta biết được cái hoàn cảnh của những người Việt Nam sống ở bên nước Mỹ như thế nào. Thì đây là cái cuộc sống từ ở bên nước Mỹ ở tiểu bang Texas, thành phố Houston ở bên nước Mỹ. Thì trên đường phố em biết được rất là nhiều người Việt Nam có cái cuộc sống phải nói là kiểu như anh Hưng này đây. Thì thì em chỉ là một cái chia sẻ một cái đoạn video. Thì cô bác chị nào mà có xem được cái video của em thì nhớ bấm thêm một cái like và một cái lượt đăng ký và chia sẻ cái đoạn video này để cho Mạnh Thường Quân biết được, để anh Hưng này anh có cái gì có cái cần sự giúp đỡ từ cô bác anh chị và các bạn. Thì trở lại với anh Hưng thì mấy tuần nay thì em cũng không có gặp được anh Hưng, thì cuộc sống anh Hưng thì cũng vẫn bình thường anh Hưng. Và dạ cuộc sống cũng bình thường cũng dạ, có vui vẻ, có này có kia. Dạ. Rồi mình nghĩ thêm chút xíu thôi chứ không phải là nghĩ sâu xa gì lắm đâu. Mình làm được cái gì nó đỡ hơn và nó vui hơn. Dạ. Thì chịu khó nghĩ chút xíu thôi thì nó sẽ ra cái vấn đề này mà được vui vẻ. Còn cái vấn đề kia thì lại tốt hơn. Nói chung là vậy. Thì hàng ngày thì bây giờ được gặp anh em mà nói chuyện như vậy, hỏi thăm như vậy thì tôi cũng mừng lắm rồi. Cái tiếp nữa là tôi thì thường thường mà ai mà nói chuyện hỏi về mình thế này thế nọ thì lúc nào mình cũng đưa vào một cái ngay thẳng trước mắt cho người ta coi, người ta nghe. Nhưng mà nói thì rất là hay, nhưng mà có nhiều khi bà con cô bác cũng có thường nghe nói hay quá, nhưng mà không biết có làm gì. Tại vì mỗi người trên đời của chúng ta bây giờ không có ai giống ai hết. Có nhiều người người ta nói theo cái hoàn cảnh, nhưng mà một cái nỗi khổ gì đó hay là một cái mà người ta không được nói từ lâu thì bây giờ nó được nói, thì cái giọng của nó đi theo cái lời của mình để cho mình tự động mình hiểu mình biết, thì mình nghe cái lời của mình và cái động từ của mình thì mình cảm thấy mình yên thân, hay là yên cái chuyện, hay là yên cái đời sống chẳng hạn. Dạ. Thì gần đây thì em có đi tìm, cố tình anh đi tìm tìm anh Chim Mì mà không có gặp được. Thì cũng mấy tuần nay cũng không có gặp được anh. Thì cuộc sống anh thì anh nói là cũng ổn định, cũng sống qua ngày, sống đại khái giống như vậy. Thì có các anh chị ơi, thì đây là cái video em chia sẻ nha cô bác. Em chỉ là chia sẻ cho cô bác anh chị biết được những người Việt Nam xa xứ có nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, chẳng hạn như anh Chim này đây đó. Thì mình thường đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn này. Thì cô bác anh chị nào mà có thích được cái video của em thì nhớ cho em một cái lượt đăng ký và một like và một chia sẻ để cho em có cơ hội để em đi làm thêm những cái đoạn video nói về những người Việt Nam xa xứ có cuộc sống rất là khó khăn. Ở đâu cũng vậy, ở bên Việt Nam cũng rất là khó khăn. Em biết có rất là nhiều người Việt Nam ở bên Việt Nam rất là khó khăn anh Chim này. Và thì ở đâu cũng vậy, thì khó khăn thì nơi nào xứ nào ở từ phương trời nào cũng có khó khăn thôi. Nhưng mà thì
từ cái chỗ khó khăn thì mình có thể là mình kêu là sao, nó sao khó khăn thì nó mới vượt qua khỏi một cái phiền não hay là cái rắc rối gì đó thì nó sẽ bước qua. Đúng, anh nói đúng, anh nói ra rất là đúng. Thì em nhờ anh nói như vậy thì em sẵn chớn em trả lời luôn cái khúc đó luôn. Thì nó rắc rối, nó buồn phiền, nó đủ chuyện. Có nhiều khi người ta nghe mình nói chuyện vậy, tôi nói sao có nhiều người ta cũng buồn phiền đủ chuyện, nhưng ta giải quyết được chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng ai cũng vậy, người thì giải quyết được chuyện này, nhưng mà có người khác không giải quyết được chuyện nọ. Nó điều hòa, nó điều với nhau lắm. Có lẽ nó là tay chân hình thù thì cái gì cũng giống nhau, nhưng mà tính tình tính nết